bổ dừa phiên bản cướp. Nó chói. Xem đại ca trèo hái dừa. Chuyên nghiệp là có đồ bảo hộ. Cho nó an toàn. Đó, đeo. Trèo lên cao mà. Hôm bữa dùng cây có móc quả dừa. Tối om hay gì? Tối này có nhìn thấy được quả dừa đâu. À có đây này. Nhưng mà mờ lắm. Một đống dừa. Có nhiều quả già nó vứt hết rồi. À, quả già thì nó dễ dụng hơn. Còn nó già thì nó cũng tự dụng. Già quá tự dụng.
Treo. Vâng, đây là bộ cửa treo lên. Vâng. Thiết kế riêng. Thế là xong, đến khi treo lên đây ngửa người ra là được. Vâng. Con đứng ở đây. Con đứng ở đây nhé. Đứng đây về bán hàng rồi đã không vậy đâu. Đấy vào đây dép đấy. Ôi trời ơi. Đấy. Trời. Không có ong đâu. Ong này nó đốt chết luôn ạ. Thợ hái dừa. Bước khoảng lắc nữa là lên trên đỉnh. Chỉ sợ nó líu khó. Chùm này nó hơi to. Chùm này nó nhiều quả quá, cắt cho nó rớt tự do cũng được. Dừa này nó rớt cho nó nổi. Đây lỗi lỗi đây. Nổi chốc nữa lấy cái cây vớt. Quả khô là nó nổi. Nổi. Quả không biết là quả xanh nó có nổi không, nó xin mất nhỉ. Chốc nữa để lấy những cái quả kia vào kìa. Quả đấy làm mất vùng đấy. Quả đấy làm ấy, làm dầu dừa. Làm dầu dừa. Già quá mình không làm được ấy à? Không, già quá làm mức ăn nó rát lắm, nó khô lắm. Rồi, cho cành này xuống nha. Rồi, cho cành này xuống, cho cành này xuống đi. Rồi, thả rơi thử ra à? Không, cho móc dây chứ. Móc dây không cho nó đỡ ấy. Đỡ vỡ hết mất. Nó chả vỡ được đâu. Rớt thì cái này không vỡ được, nhưng mà... chắc không vỡ được đâu. Nó không vỡ, căn bản là mình chỉ sợ nó rớt vào xuống ao thôi. Để né sang bên này. Được không? Chứ còn nó không vỡ được đâu. Né. Hả? Không nhìn thấy cuống luôn. Không nhìn thấy cuống luôn à? Nó dày. Ra. Đang quay lại rồi. Thợ này ở 78. Thợ này bán dụng cụ treo cây. Hôm nay test thử cho mọi người xem thôi.
Rớt dừa xuống mà cá nhảy lên tớp, kinh. Cắt buồng này luôn nhỉ? Ừ, cắt buồng đấy đi. Tối quá mọi người nhìn trên cao khó nhìn nhé. Cho nó rớt ấy cũng được anh ạ, không cần ấy lắm đâu, tại vì cái này nó nặng lắm, nực nó nặng. Bơ lằng bỏ tay quá. Chụp dưa rã lùng nắng nhá. Chơi cơ lốc thì hái dưa luôn. Một buồng. Em nó đã xuống đến đích.